Xin chào các bạn. Ở bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái trang giao diện AdminPay. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm chức năng add mới một cái user vào database. Thì tôi sẽ click vô cái button là add new. Rồi, nó sẽ mở ra một cái trang là manager-login.java để cho chúng ta viết code Java. Tôi sẽ tạo ra một cái package mới là function để mà chúng ta tạo ra một cái class kết nối với database. Đấy, tạo ra một class kết nối database là connection ft, tức là connection function finite. Class này tôi sẽ dùng để kết nối tới cơ sở dữ liệu là SQL server của tôi. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái biến là private connection con. Rồi tiếp theo tôi import cái connection vô. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái phương thức là public trả về là connection. Tôi cho nó trả về là kiểu tính là static. Rồi cái biến connection ở trên thì tôi cũng set cho nó là biến static luôn. Rồi cái tên hàm là tôi đặt là get connection. Tôi sẽ return về cái biến con như vậy. Rồi tôi tạo ra cái khối try get. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái chuỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu. Tôi bỏ vô vì cái chuỗi này nó dài và khó nhớ nên tôi sẽ copy. Rồi tôi import cái class driver manager vô. Đây thì tiếp theo thì tôi phải import cái file ra là sqlgdc 4.ja vô, là một cái file thư viện để kết nối tới cơ sở dữ liệu. Các bạn phải download cái nó trên mạng cái file này về để cài đặt, hoặc là các bạn cũng có thể download ở cái đường link mà tôi để ở bên dưới video của tôi. Rồi ở đây thì tôi có cái thông số là localhost 1433 là cái server localhost. Chúng ta phải kiểm tra xem cái port này đã được mở hay chưa. Thì ta kiểm tra như sau. Các bạn nhấn là Ctrl R thì nó sẽ mở lên một cái hộp thoại run và các bạn có lệnh là cmd. Rồi nó mở lên một cái hộp thoại command line, các bạn sẽ tiếp tục có lệnh. Ở đây thì tôi sẽ có lệnh là netstat trừ a trừ p tcp. Rồi các bạn kéo lên trên, các bạn phải kiểm tra là cái bạt 1433 nó phải được mở như vậy. Nếu mà bạn nào chưa mở thì các bạn phải Google search tìm cách mở cái bạt 1433 này nha. Rồi ở đây thì cái user thì tôi set bằng sa, bắt buộc bằng 123456. Thì cái cơ sở dữ liệu SQL server của tôi thì tôi có cái user mặc định là SA, và cái user SA này tôi set cho nó cái bắt buộc là 123456. Rồi cái database thì tôi set nó là invoice. Thì trong cơ sở dữ liệu tôi tạo ra một cái database là bằng invoice như vậy. Rồi nó có một cái table là user master. Nó có các trường như là ID user là khóa chính kiểu in, not null. Rồi các trường khác như là username, username, username đều có cái trường kiểu dữ liệu là N350 và not null. Đó, thì tôi sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu là invoice này. Rồi tiếp theo thì ở cái trong khối get này thì tôi sẽ, nếu mà hai cái câu lệnh ở trên nó không thực hiện được, tức là nó bị lỗi, thì tôi sẽ in ra cái lỗi ở đây. Tôi sẽ in ra câu lỗi là kết nối bị lỗi, tức là nó không thể kết nối được cái cơ sở dữ liệu. Quay lại cái trang manager login thì ở trong cái hàm constructor của manager login thì tôi sẽ đi viết code. Tôi sẽ tạo ra với là try get. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái biến là con bằng connection ft. .get connection. Cái biến con này tôi chưa khai báo thì tôi sẽ lên trên tôi khai báo cái biến con này. Là connection con. Rồi tôi import cái file class này vô. Rồi các bạn có biết là cái biến con này tại sao tôi lại khai báo ở trên này như thế này không? Cái biến con này tôi khai báo ở trên này để cho nó có thể sử dụng được chung ở trong toàn bộ ở trong các phương thức khác. Còn nếu mà tôi chỉ khai báo ở trong cái một hàm hoặc constructor như vậy thì nó chỉ sử dụng được trong cái constructor này thôi.
Nên là tôi sẽ khai báo ở trên này. Như thế này thì được gọi là khai báo toàn cục. Còn nếu mà khai báo ở trong một phương thức nào đó thì chúng ta gọi là một biến được khai báo cục bộ. Tôi không chỉ những là muốn sử dụng cái Cloud Connection mà tôi còn muốn sử dụng một số Cloud khác như DataSet này nọ. Nên là cái chỗ import thì tôi sẽ import Java SQL chấm sao. Tiếp theo là tôi khai báo cái biến là DataSet RS. Rồi Departament, khai báo biến Departament STMT. Rồi mấy cái biến này thì để mà làm hạn chế cái phạm vi truy cập thì tôi thêm từ khóa Live cho nó. Live tức là nó các biến này chỉ được truy xuất và sử dụng ở trong các cái GNAT này thôi. Các GNAT khác không truy cập được. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết code để mà thực hiện cái chức năng add một cái user mới xuống cơ sở dữ liệu thì tôi tạo ra một cái biến trình là SQL bằng insert into insert cái table nào là user master. Là table user master. Rồi các trường mà ta sẽ insert cho là gì? Trường ID user thì tôi set cho nó tự tăng nên là tôi không cần. Tôi cần là trường username. Rồi tiếp theo là user path. Rồi tiếp theo là user type. Rồi cái value và truyền vào là gì? Value các bạn nhớ là value s nha, cái giá trị truyền vào. Đó, thì có hai cách để truyền giá trị vào. Nếu mà truyền dưới dạng biến thì cách thứ nhất là truyền biến thì ta sẽ có hai dấu nháy đơn, rồi hai dấu nháy kép, rồi dấu cộng cộng, rồi truyền cái tên biến vào. Nhưng mà cách này làm nó rất là khó và rất rắc rối nên là tôi sẽ truyền vào ba cái dấu chấm hỏi, tức là tương đương với ba cái biến mà chúng ta chưa biết. Tiếp theo thì tôi sẽ gán cho cái giá trị cho biến STMT bằng con chấm departament và tôi chuyển cái biến SQL trên vô. Cái tôi gọi như vậy là để chuẩn bị thực hiện cái câu lệnh SQL. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ set giá trị cho biến vào STMT thì tôi sẽ set empty gọi set Trinh thì cái username là Kiều Trinh nên là tôi sẽ chọn là set Trinh. Cái trường thứ nhất ở trong cái param thứ nhất thì tôi chuyển vào một và cái param thứ hai tôi sẽ chuyển vô là cái tên biến ở trên giao diện. Thì ở trên giao diện thì tôi chưa tạo tên biến cho các ô text field này, tôi sẽ đi tạo tên biến cho nó. Là thứ nhất là tt username. Thứ nhất là tt id. Và thứ hai là tt username. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ nhập biến là tt password. Rồi cái comment box. Comment box thì tôi sẽ nhập là cbx cron. Rồi các trường password thì tôi sẽ xóa cái tag đi cho nó nhìn cho nó đẹp. Trường username cũng vậy. Rồi trường ID tôi cũng xóa cái tag đi cho nó nhìn cho nó rất đẹp. Rồi, tôi sẽ quay lại và đi viết code tiếp. Rồi, chỗ setting này tôi sẽ trong thứ hai tôi sẽ nhập cho là tt username.get tag. Rồi tiếp theo thì tôi copy cái câu lệnh này xuống và tôi chuyển cái biến cho dòng thứ hai là tt password. Rồi tiếp theo là cái công bố box. Ở đây thì tôi gọi cái công bố box là role. Tôi sẽ chọn là selected item. Tôi chấm cái tu trình để mà tôi ép kiểu cho nó. Rồi các câu lệnh này thì chúng ta cần phải đem vô try catch vì khi kết nối với cơ sở dữ liệu nó có thể xảy ra lỗi ở khu vực này. Nên tôi sẽ đem vào khối try catch. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ thực hiện cái câu lệnh insert. Thì tôi sẽ có là stmt chấm gọi cái hàm execute update. Thì cái hàm execute update này thì chúng ta sẽ sử dụng cho các câu lệnh như là update rồi insert và delete một cái row nào đó. Chúng ta sẽ khi mà các bạn nhớ nhé, khi mà chúng ta thực hiện update, insert và delete thì chúng ta sẽ gọi là execute update. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ run cái ứng dụng lên để test thử. Thì tôi sẽ chọn vô cái manager login và tôi chọn run file.
rồi nó hiển thị lên cái form như vậy, cái giao diện như vậy. Ở chỗ này thì cái trường ID thì tôi nhập thì nó cũng không nhận, nên là tôi sẽ nhập cho cái username. Tôi sẽ nhập username là admin, password là admin, rồi role là admin, tôi chọn nick admin. Tôi vô cơ sở dữ liệu tôi kiểm tra lại. Rồi tôi chọn table và tôi chọn là select top 100 row. Thì nó vẫn chưa thêm cho được cái cơ sở dữ liệu của tôi, tức là nó có thể bị lỗi. Thì tôi sẽ đặt debug ở đây, rồi tôi sẽ tiến hành chạy debug chẳng hạn. Tôi chọn vào manager login và tôi chọn là debug file. Rồi nó hiển thị lên cái giao diện, rồi tôi nhập username là admin, rồi password là admin, rồi role admin, rồi tôi chọn admin. Rồi nó cho được cái function như vậy. Tôi sẽ nhấn F8 để đi qua từng câu lệnh. Rồi nó đã đi được qua từng câu lệnh và nó gọi được STMT execute update, tức là nó đã thực hiện không bị lỗi. Vậy thì tại sao nó lại bị lỗi? Tôi do cơ sở dữ liệu tôi kiểm tra lại thì nó vẫn chưa thêm được do được cái dòng này. Thì tôi kiểm tra thì tôi thấy ở cái chỗ này thì chỗ FTT setting thì cái trường thứ nhất là 1, TET username là 1, trường thứ hai là TET bắt buộc là tôi set cái index cho nó 2, và trường thứ ba là tôi set cho nó là 3, cái role là 3. Rồi bây giờ thì tôi sẽ run chương trình lại. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập username admin, password admin và nick new, add new. Tôi đo dữ liệu cho table và tôi kiểm tra lại thì nó đã thêm được một dòng như vậy. Như vậy là bữa nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái chức năng add một cái new, một cái user mới. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Buổi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm các chức năng khác.